Mọi đi cái bập bên gì ngộ vậy mọi? Thôi qua cởi ngựa đi. Nhiều xích đu, công viên này có rất nhiều xích đu mỗi thao. Hả? Cái này rất nặng chứ mà. À, ban đầu này rất là nặng. Wow. Mọi là lực tỷ luôn ha. Mọi chạy qua, mọi cưỡi ngựa gỗ. Người nhựa hả con? Nhựa chứ không phải gỗ hả? Hôm mai còn kéo sợi được nữa không? Còn. Nhưng mà hơi hơi à, nguội. Hơi hơi hả? Nguội rồi hả? Đâu? À, cầu vòng đằng đó đó hả? Cái cầu vòng đó ở dưới đất luôn á, mùi trèo lên được luôn á. Rồi có cái anh đó trèo rồi. Ăn hết chưa? Nãy giờ chưa hết hả? Còn hết. Wow, rồi bây giờ mọi đi vứt rác nha. Con đóng nắp lại đi rồi đi vứt rác. Con vứt đi chứ, rồi mẹ chi. Cái này nó làm giống miếng phô mai quá nha. Mà bây giờ là phô mai viên. À, phô mai viên. Mà thấy thùng rác ở đâu không? Kia. À, bên kia kìa hả? Rồi chạy lại vứt rác đi. Nè. Nè bạn. Rồi đi vứt rác qua cột cột chơi. Cái này rất là dễ tái chế này, tại vì nó hộp giấy. Hộp giấy rác tái chế phải không? Vứt qua thùng tái chế nha. Mọi đi cầu trượt không con? Không hả? Chữ ta chơi cầu vòng hả?
lưới đi. Dữ ta, dữ dằn vậy hả? Hay dữ. Qua bên cầu thang kìa, leo lên con dễ. Không đi cầu trượt à? Trèo lên trượt xuống. Thích này hả? Không tới đâu. Dữ dằn quá. Thôi đi cầu trượt đi con. Đi qua cầu tuột, tuột đi. Tuột cầu tuột đi, cái rồi về ha. Lâu rồi mỗi chưa đi bên công viên này ha. Gì vậy? Đi xuống đường đó chi cho nó khổ vậy? Cho mổ đi chơi. Chơi gì chứ, xích đu nữa không? Qua xích đu đi, còn một cái xích đu để mổ đi kìa. Hay là đi trầu trượt. Mà cười dữ vậy? Khát nước không? Đi qua buổi tập thể dục rồi.
đạp xe đạp hả mọi người? Ngồi trên yên không ngồi. Cậu ba tới thì kêu mọi về. Biết ngay mà, qua tới là về. Hết giờ chơi rồi. Giờ chơi đã hết. Qua đi quay quay nữa. Về không? Ngồi quay được không? Ngồi bên đây đi. Thôi đi về. Có nằm đó luôn hả? Rồi về nè con. Nó nó bảo hiểm mà đạp xe đạp con. Mọi đi về. Nhớ anh hai chở con. Nhớ hồi xưa anh hai chở con á. Nhớ hồi xưa anh hai ngồi ghế này anh hai chở mũi phải không? Mũi ngồi sao anh hai phải không? Mũi kiểu trời đất ơi, anh hai này làm hết chỗ é chật quá. Chật quá mà còn lắc qua lắc lại để mũi sợ nữa không? Hồi bên kia tự nhiên đông với mũi chơi gì mũi. Chơi chuyền chuyền cái cây nãy nhiễm mùi á. Chơi nhảy hồi nãy á. Thôi đi về nè, áo khoác. Áo khoác, áo khoác đây. Nằm cái nữa rồi về. Nằm nghỉ ngơi cho khỏe ăn cái rồi về. Một con kiếm, hai con kiếm, ba con kiếm. Xỉu luôn rồi. Xỉu rồi, mỗi chơi mệt mà xỉu luôn rồi.